Thời gian gần đây, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành diễn biến phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng, người dân có tâm lý chủ quan nên chưa tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K, một số người bán hàng không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn. Theo cấp độ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre, huyện Châu Thành đang ở cấp độ 3 tương ứng với mức độ nguy cơ cao. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 quyện đang khẩn trương quyết liệt để thực hiện mục tiêu kép, vừa phải phối hợp tập trung khoanh dùng dập dịch sớm nhất triệt để, không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng, vừa tập trung khôi phục kinh tế. Quỹ Châu Thành vẫn đang duy trì 5 cơ sở cách ly F1 có nguy cơ cao, chuyển 2 cơ sở cách ly F1 sang cơ sở điều trị F0 tầng 1. Hai khu cách ly điều trị tầng 1 đã đầy, đang kết hoạt thêm một khu cách ly 100 chỗ và trưng dụng thêm các cơ sở trường học để điều trị F0 tầng 1 với quy mô 500 giường bệnh. Quyền đang tăng cường giám sát các ca bệnh tại các cơ sở y tế, đặc biệt phát huy vai trò của các tổ Covid cộng đồng, tổ y tế trong các doanh nghiệp để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh để phân loại, đưa đi cách ly kịp thời. Tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan lơ là mà nâng cao ý thức chủ động tự nguyện tham gia phối hợp với chính quyền kịp thời phát hiện người từ ngoài tỉnh về để yêu cầu thực hiện khai báo y tế theo quy định. Quyện triển khai các trạm y tế lưu động tại các xã có nhiều ca F0, xã đang ở cấp độ 4, các xã lân cận khu công nghiệp Giao Long để kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị cách ly. Điều trị F0 tại nhà, cách ly y tế F1 tại nhà nếu đủ điều kiện. Thành lập các đội phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các tình huống dịch bệnh phát sinh, để nhanh tiến độ tiêm vaccine để sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine cho người dân, đảm bảo phương châm, thực hiện 5K tiêm vaccine, nâng cao ý thức người dân, công nghệ và thể dục tạo đề kháng. Các cơ quan đơn vị quan tâm chú trọng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, không để xảy ra dịch bệnh trong cơ quan đơn vị, chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất.